Sư thầy Thích Minh Tuệ tại Thái Nguyên, đêm qua thầy ngủ tại nghĩa trang gia đình ở xóm số 9 Cổ Lũng. Hiền dịp xin chia sẻ để mọi người hiểu về đường tu của thầy, tránh bàn ra tán vào sai sự thật về đạo hạnh của thầy ạ. Sư Thích Minh Tuệ thực hành 13 hạnh đầu đà. 13 hạnh đầu đà bao gồm: 1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách. 2. Chỉ dùng 3 y. 3. Khất thực mà ăn. 4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. 5. Không ăn quá no. 6. Không tích trữ đồ ăn. 7. Không giữ tiền bạc. 8. Sống độc cư một mình. 9. Sống trong nghĩa địa. 10. Sống dưới gốc cây. 11. Sống ngoài trời. 12. Không ở cố định, thường du hành. 13. Ngồi ngủ, không nằm ngủ. Hành trang của thầy là cái miệng luôn cười, là đôi chân trần mòn sạm. Thầy có một cái bình bát chế từ lõi nồi cơm điện, kim chỉ và mấy miếng vải bố nhặt được để khi nghỉ đắp thêm vào y phục. Mỗi ngày một bữa cơm chay của người dân biếu tặng, thầy không nhận tiền và cũng không lấy nhiều hơn một suất ăn. Thầy phát nguyện đi bộ không dùng tiền để hiểu đời, hiểu mình, để cho mình trần trụi trước sân si, thực hành thoát khổ, muốn ra khỏi luân hồi. Qua hình ảnh trên mạng của sư Minh Tuệ, chúng ta mới biết được chánh pháp của Đức Phật vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay. Nguyên gốc, nguyên bản mặc dù Ngài Mahakajip đã nhập Niết Bàn, nhưng ảnh hưởng nếp sống đạo đức, phẩm hạnh của tôn giả vẫn còn tồn tại đến ngày nay. A-di-đà Phật. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ.